Tại chùa Đại Tùng Lâm, ngày hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức cộng tu một ngày do sự chỉ dạy và cho phép của Hòa Thượng. Vì vậy hôm nay chư vị Phật tử khắp các nơi về đây để cộng tu một ngày Chủ Nhật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, đây là số lượng người mà mấy năm nay đã lên tỉnh Thất Quan Âm cũng như đi các đạo tràng ở các tỉnh miền Tây cũng như ở các nơi được tiếp cận và bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác được nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản cho phép lưu hành để cho các vị Phật tử tu tập đúng với đường hướng của giáo hội đề ra, cũng như là các vị này hưởng ứng nhiệt tình với cái pháp môn tịnh độ. Vì vậy cho nên hôm nay với ngày đầu tiên trong tháng 10 tổ chức mà các vị hưởng ứng hơn 5.000 người trở về đây ngồi trong một cái hội trường mà Hòa Thượng mới vừa dựng xong nhưng chưa kịp lót gạch. Thưa quý vị, chưa kịp lót gạch, chỉ còn ngồi trên bạt, quý vị mới ngồi trên bạt thôi. Thì đây là một tấm lòng của Hòa Thượng muốn tổ chức đạo tràng niệm Phật. Thì bạch Hòa Thượng, đây là những người Phật tử đã thích pháp môn tịnh độ, thích tụng kinh Vô Lượng Thọ và thích phóng sanh, đã bao nhiêu năm nay theo sự hướng dẫn và trợ duyên của con, hôm nay nhờ cái ân đức của Hòa Thượng, các vị này đã tề tựu về chùa Đại Tùng Lâm ngồi dưới một cái mái tôn mà Hòa Thượng mới vừa làm xong cách đây 2 ngày. Thưa quý vị, mới dựng xong cách đây 2 ngày. Quý vị nhiệt tình cho một tràng pháo tay với tấm lòng nồng nhiệt. Thưa quý vị, với cái ân đức của Hòa Thượng đã cho tổ chức những ngày lễ vía Quan Âm. Vừa rồi lễ vía Quan Âm với số lượng người về tham dự hơn 60.000 người, rất là đông và thành tựu viên mãn trong 11 lần. Hôm nay với cái ân đức của Hòa Thượng đã hoan hỷ tiếp tục cho tổ chức cộng tu ngày Chủ Nhật đầu tháng ở Đại Tùng Lâm và ngày mùng 9 cũng là tháng này ở chùa Hộ Pháp, cũng là chùa của Hòa Thượng Khai Sơn. Thưa quý vị, Hòa Thượng có một cái duyên với cái pháp môn tịnh độ mà có kể cho giác ngàn nghe. Mấy năm về trước, nhiều năm về trước, Hòa Thượng đã niệm Phật một ngày một đêm mà Hòa Thượng đội cái tượng Phật trên đầu á để mà đi niệm Phật. Quý vị nhớ lúc trước Hòa Thượng có lên tỉnh Thất Quan Âm làm lễ xuất gia cho các chú, Hòa Thượng có kể. Giác ngàn có quay một cái đĩa này thì Hòa Thượng có nói rằng Hòa Thượng đội cái tượng Phật đi suốt trong một đêm á, đi suốt đêm niệm Phật. Vì đội cái tượng Phật trên đầu khi mà buồn ngủ thì nó rớt tượng Phật xuống, cho nên không dám buồn ngủ, không dám ngủ. Cho nên thành ra là Hòa Thượng đã đội Phật trên đầu đi niệm Phật. Khi chúng con nghe đến đây tự nhiên nó rơi nước mắt và cảm động với cái tâm của Hòa Thượng. Đến về sau thì Hòa Thượng cũng có cho tổ chức tu một ngày một đêm 16 và ngày 17 kỷ niệm cái ngày lễ vía Phật Di Đà. Rồi sau lại đây thì Hòa Thượng đã tổ chức cái đạo tràng niệm Phật hàng ngày 4 thời. Cho nên thành ra cái ngày cộng tu một ngày một đêm thì Hòa Thượng không có tổ chức nữa. Thì hôm nay Hòa Thượng cho tổ chức cộng tu một ngày 3 ngày chứ không cho niệm Phật một ngày một đêm nữa. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mà quý Phật tử về tương đối khá đông. Chắc là về sau quý Phật tử biết đến cái đạo tràng niệm Phật một ngày Chủ Nhật đầu tháng ở tại chùa Đại Tùng Lâm và giữa tháng ở chùa Hộ Pháp thì chắc là Phật tử sẽ nhiệt tình hưởng ứng nhiều hơn. Thì hôm nay cái nhân duyên mà nhờ cái ân đức của Hòa Thượng mà quý Phật tử ngồi dưới trong một cái mái tôn như vậy là trong thời gian hơn 1 tháng trời, gần 2 tháng, Hòa Thượng hàng ngày, thưa quý vị, Hòa Thượng hàng ngày ra đây chỉ đạo trực tiếp để dựng từng cây sắt, từng mái tôn để cho chúng ta ngồi đây để niệm Phật.
Đó là cái tâm của Hòa Thượng nghĩ đến chúng sanh. Thì chúng con nghĩ rằng Hòa Thượng là một vị Bồ Tát tái lai để làm những công việc Phật sự cho những người niệm Phật với tuổi già của họ, tuổi già sức yếu, mà Hòa Thượng hàng ngày gian nắng gian mưa để mà lo cái mái tôn này, cho lo cái hội trường này cho Phật tử hôm nay ngồi ở đây niệm Phật để mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây là một công việc làm và hạnh lành của những vị Bồ Tát mới có thể làm được những điều này. Chúng con ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính, biết đến cái ân đức của Hòa Thượng Ân Sư. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng lưu trụ lại cõi Ta Bà hơn 100 tuổi, để Hòa Thượng làm một cái nơi cho chúng con nương tựa, và Hòa Thượng là một chiếc thuyền từ để đưa chúng con vượt biển khổ sanh tử trầm luân đến bến bờ giác ngộ và giải thoát. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay với tại Đại Tùng Lâm này tổ chức đạo tràng niệm Phật, đó là Hòa Thượng đứng ra tổ chức. Và giờ đây Hòa Thượng có những cái lời khai thị cho Chư Tôn Đức Tăng Ni và khai thị cho toàn thể quý Phật tử. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như tất cả các Phật tử, tôi rất vui mừng hôm nay nơi mảnh đất đã được quy hoạch xây dựng cửu phẩm cực lạc tổ chức đầu tiên cái khóa niệm Phật cho các Phật tử trong một ngày. Cách đây trên 20 năm chúng tôi có ý định xây dựng cái cửu phẩm cực lạc ở nơi đây. Hiện tại là miếng đất các vị ngồi đây, trước đây là những khoảnh ruộng chúng tôi đổ bằng bao nhiêu ngàn khối đất đá mới thành được cái chỗ này. Và tôi đã đi qua bên Đài Loan tham quan cái cửu phẩm cực lạc, nơi đó làm trên một đồi núi rất là trang nghiêm, có một không hai trên thế giới. Từ đó tôi có ý niệm muốn xây dựng cái cửu phẩm cực lạc ở Việt Nam nhỏ hơn một chút, và tôi đã nhờ Năm Mong Kiến Trúc Sư đi qua bên đó và kiến trúc là thiết kế. Nhưng mà từ đó tới nay chúng ta không thực hiện được. Năm ngoái chúng tôi có qua Đài Loan một lần nữa xin gặp Hòa Thượng Viện Chủ đó, xin mượn cái họa đồ. Nhưng mà Hòa Thượng Viện Chủ bên Phật Quang Sơn, Hòa Thượng nói rằng cái họa đồ làm đây cả mấy chục ông kiến trúc sư có họa đồ chưa chắc là thực hiện được. Thôi thì Hòa Thượng vừa mời một vài ông kiến trúc sư qua bên đó để mà ông cho ở 3 tháng nghiên cứu trong cái họa đồ đó thì mới vào Việt Nam thực hiện được. Và chúng tôi từ Việt Nam thì cảm thấy mình chắc là cuộc đời mình không thực hiện được, bởi vì tuổi đã già rồi mà công trình nó quá lớn, trên 200 tỷ, và đồng thời phải nhiều cái đội ngũ giáo sư mới thực hiện được. Cho nên tôi nói chắc là cái đời mình không thực hiện được cái công việc lớn đại, trọng đại này. Trước đây tôi có làm 9 cái hoa sen phía sau, hôm nay nó hư rồi, và bây giờ đã tháo vào làm lại, làm nhỏ hơn một chút để cho kịp cái vía Đức Phật Di Đà ngày 17, 16, 17 tháng 11 âm lịch sắp đến, tổ chức cái vía Đức Phật Di Đà của nơi đây. Và có thỉnh một vị là Hòa Thượng cũng từ nơi Đài Loan qua đây chứng minh và thuyết giảng trong cái ngày lễ vía Đức Phật Di Đà.
Bởi vì chúng ta theo Phật và muốn về cực lạc, để tránh hết, dứt bỏ tất cả những cái khổ đau ở cõi ta bà. Bởi vì sanh xuống cõi ta bà này chúng ta đã chấp nhận sự khổ rồi. Không khổ vừa thân thì khổ vừa tâm, không khổ chuyện này thì khổ chuyện khác. Mà chúng ta theo Phật mục đích là thoát ly cái khổ não. Mà thoát ly khổ não đâu có cái chỗ nào mà nó mau và nó an ổn bằng cái khổ cực lạc. Ở đâu đó là nếu có điều kiện mà dứt hết cái khổ, chúng ta giờ cực lạc chứ phải chúng ta thành Phật. Vì mà cực lạc để tiếp tục cái con đường tu lên, để mà đến chỗ mà thành Phật. Do đó cho nên ấy, là chúng ta theo Phật là quyết tâm trong kiếp này phải vừa cho được quả cực lạc để chấm dứt cái luân hồi sanh tử cái đã. À, cái tâm nguyện mà thành xây dựng cái cửu phẩm cực lạc đúng theo trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nơi này chúng tôi thấy là đời tôi là cũng chắc không thực hiện nổi. Thì thôi thì làm cái việc lớn đó, họ đồ có sẵn đó, thì để đời sau những người sau sẽ có đủ duyên để thực hiện. Cho nên là sau khi tôi bàn với Đại Đức Chánh Nhàn thì thôi giờ tôi mở cái đạo tràng niệm Phật ở nơi đây. Bởi vì trước đây 25 năm á, tôi mở cái đạo tràng niệm Phật một ngày một đêm ở Phật học viện, từ chưa có chánh điện lớn. Nên sau có chánh điện lớn rồi, giờ ra đó Phật tử mỗi tháng vừa niệm Phật một ngày một đêm. Thì sau khi tôi thấy Phật tử một ngày một đêm mà niệm Phật, còn lại 28-29 ngày ở nhà, thì thấy cái con đường tu các Phật tử nó khó đến cái mục đích giảng sanh trong hiện đời rất là khó. Cho nên năm ngoái tôi mới mở cái đạo tràng niệm Phật. Bây giờ các Phật tử vào trong thấy hai dãy nhà lầu đỡ ở vĩnh viễn, còn thêm một dãy đỡ đi đi lại lại, và hai cái đạo tràng niệm Phật trong đó mỗi ngày cho tăng ni Phật tử. Ai muốn đi thượng phẩm thì đi luôn không trở lại, đi muốn đi trung phẩm thì đi vài ba năm rồi thăm nhà cũng được, mà đi hạ phẩm thì đi một tuần hai tuần ở dãy nhà lầu đó. Thì hôm nay là cũng kỷ niệm một năm cái đạo tràng niệm Phật đó rồi, thì các Phật tử với tăng ni đó rất là phấn khởi tinh tấn ngày đêm. Ban đầu thì tôi cho ngày đêm 6 thờ, nhưng bây giờ cho 4 thờ thôi, 6 thờ sợ mệt, ai muốn niệm riêng thì niệm ngày đêm 4 thờ. Thì các Phật tử với tăng ni đó rất là an lạc, mà đó chỉ dung chứa được là hiện giờ ở thường trực là chỉ có 150 vị thôi, còn nếu đi về giờ thì muốn mấy trăm cũng được, 500 về dãy nhà lầu đó ai đi về giờ cũng được. Bây giờ hôm nay á, mà mở được cái đạo tràng niệm Phật trong một ngày thôi ở nơi đây, mà Đại Đức Chánh Nhàn phát tâm để hướng dẫn các Phật tử, tôi rất vui mừng. Dù cái nguyện lớn cửu phẩm cực lạc chưa thành, nhưng mà mở được cái đạo tràng niệm Phật cho các Phật tử một tháng một ngày, các Phật tử quy tụ vào đây, nói một ngày các Phật tử vào đây chắc chắn là các Phật tử cũng 2-3 ngày chuẩn bị, chứ đâu phải nói đi liền được. Có những Phật tử ở miền Tây, miền Đông rồi chẳng hạn, thì muốn ngày hôm nay có mặt tại đây thì chuẩn bị cũng 2-3 ngày, đã sửa sang, sắp đặt chuyện này chuyện nọ rồi mới đi, hôm nay mới về đây được. Thì tuy rằng nói một ngày, chứ thật ra 2-3 ngày các Phật tử đã hướng tâm về là nơi đạo tràng niệm Phật rồi, hướng tâm về là tịnh độ cảnh rồi. Cho nên là hôm nay mà thật sự từ cái chỗ miếng đất ruộng sâu bùn lầy nước động này biến thành một cái dãy nhà tạm này, tuy rằng đối với cái những cái cảnh giới khác, những cơ sở khác của các nước khác thì chúng tôi mình thấy mình cũng ra gì, nhưng mà đối với cái
Đại Tòng Lâm ở đất nước Việt Nam chúng ta mà có được cái mái tôn hôm nay, các Phật tử ngồi mà niệm Phật, tuy rằng ngồi dưới đất, dưới bạc, nhưng mà cả một cái tấm lòng nhờ Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, chư Phật gia hộ, cho nên tôi mới làm được cái này. Chứ không phải là nhờ, nói thì đơn giản cho làm nó cũng nhiều chuyện lắm, nó nhiều tiền lắm, thấy bao nhiêu tỷ, trên 5 tỷ bạc là mới nhiêu đây đó, thấy không? Thì đây là một cái gia hộ của chư Phật và chư Tổ, cũng như một để cho tôi thực hiện cái điều kiện để cho các Phật tử vào đây, để mà có người hướng dẫn các Phật tử tụng kinh niệm Phật. Người ta nói là tụng kinh niệm Phật làm đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương, xét thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất và lo phương tu hành. Mình tụng kinh niệm Phật đó là cái hạnh đầu tiên của người theo Phật. Mà tụng kinh làm niệm Phật theo tới chiên, cũng như cái thời xưa mỗi ngày phải đi chầu nhà vua một lần, thì các quan đại thần không vắng mặt, vắng mặt là bị chém đầu liền. Cho nên cái tụng kinh niệm Phật làm đầu, đừng cho sái bụi như chầu đỡ vương, không bao giờ vắng được. Các Phật tử niệm Phật làm sao cố gắng, chẳng những một ngày ở đây mà về nhà các Phật tử ngày đêm phải cố gắng niệm Phật, một sâu sâu, mười sâu, hai chục sâu, năm chục sâu chẳng hạn, đừng cho gián đoạn. Xét cái thân này là vô thường, và bệnh chết tới lần bên, xe đi xe lại qua một cái thế giới khác rồi, mình cố gắng mình tu hành, mình làm cho được. Thì hôm nay thì cái bộ kinh Vô Lượng Thọ mà các vị chút nữa đã Đức Giác Nhàn khai thị và hướng dẫn các Phật tử trì tụng, đây là một cái tinh yếu và cái điều kiện để cho các Phật tử là vừa cực lạc được. Vì ba cái bộ kinh quan trọng là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, là ba bộ kinh rất là quan trọng, mà gọn nhất và bình dân nhất để cho các cái hàng căn cơ cao nhất cũng tu cũng được, mà thấp nhất tu cũng được. Tôi cầu mong là các Phật tử sau khi thọ trì cái bộ kinh này đã thâm nhập vào tâm thức, từ đó mà tâm thức các Phật tử khi còn sanh tiền nhưng mà có điều kiện, chúng ta vân du được cõi cực lạc. Khi bỏ cái báo thân này, chúng ta sẽ vừa đến Đức Phật A Di Đà mà liên hoa hóa sanh ra nữa, không còn sanh già bệnh chết. Thì đó là những cái lý do mà tôi muốn gửi đến cho các Phật tử hôm nay, và mãi mãi vừa sau các Phật tử cố gắng, còn sức khỏe ngày nào các Phật tử là trì tụng ngày nấy và niệm Phật ngày nấy. Ngày nào còn điều kiện đi được với chùa thì đi, ngày nào không còn điều kiện nữa thì các vị ở nhà vẫn ghi nhớ những cái lời dạy của quý thầy, và ghi nhớ những lời kinh của Đức Phật dạy, rồi tiếp tục mình tu hành. Cuối cùng tôi xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho đại đức Giác Nhàn được mạnh khỏe và tiếp tục cái sứ mạng, cái tâm nguyện của mình là hướng dẫn Phật tử là tụng kinh niệm Phật, và cầu nguyện chư Phật gia hộ các Phật tử được an vui, gặp hoàn cảnh nào khó khăn cũng được tiêu trừ và thuận duyên trên con đường niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, các đại chúng linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, Hòa Thượng đã từ bi hoan hỷ khai thị và khai mạc pháp hội, và có những lời khai thị của Hòa Thượng. Chúng con vô cùng cảm động với cái ân đức của Hòa Thượng. Xưa kia đây là một bãi ruộng sình lầy, bao nhiêu công sức của Hòa Thượng đã đổ đất đá cát vào trong này, và con nghĩ rằng đây là một cái duyên mà nhân tố hôm nay đạo tràng niệm Phật sẽ tương lai về sau có những người mạnh thường quân, những người có tấm lòng muốn làm của phẩm thực lạc,
biết đâu những người đó sẽ phát Bồ Đề tâm, cúng dường 30-40 tỷ gì đó cho hòa thượng làm. Ở trong này có ai cúng không? Bạch hòa thượng, với cái nguyện lực của hòa thượng sẽ cảm đến cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà sẽ sai sứ giả của ngài là những người mạnh thường quân, một người không được thì 10 người, 10 người không được thì 100 người, 100 người không được thì 7-8 ngàn người. Ngày người này ngồi đây cầu nguyện thì chắc là trong cuộc đời hòa thượng cũng sẽ thành tựu tâm nguyện này. Quý vị quan hiểu không? Hôm nay với cái tâm nguyện của hòa thượng, nguyện nguyện vì chúng sanh, và Phật A Di Đà cũng nguyện nguyện vì chúng sanh, thì nguyện của hòa thượng và nguyện của Phật A Di Đà sẽ cảm nhau thì tất cả mọi công việc Phật sự cũng sẽ thành tựu sớm. Giờ đây với cái tuổi cao sức yếu của hòa thượng đã từ bi hoan hỷ hôm nay ra chứng minh và khai thị, chúng con ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính, cầu nguyện hồng ân tâm bảo gia hộ cho hòa thượng được đầy đủ sức khỏe, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Giờ đây chúng con cung thỉnh hòa thượng trở về lại hậu liêu an nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2014, nhằm ngày mùng 2 tháng 10 năm Giáp Ngọ, tại Đại Tự Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm Bà Rịa Vũng Tàu, do Hòa Thượng Thượng Quảng Hà Hiển, trưởng ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, viện chủ chùa Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm, ngài hoan hỷ cho phép tổ chức mỗi ngày chủ nhật đầu tháng. Hôm nay là tháng 10 thì tổ chức vào ngày mùng 2, hôm nay là ngày mùng 2, và tháng 11 là nhằm ngày mùng 7, và 16 tháng 11 Hòa Thượng tổ chức lễ rước vía Phật A Di Đà ở tại nơi chùa Đại Tùng Lâm, và ngày 17 tổ chức lễ rước vía Đức Phật A Di Đà đêm hoa đăng tại chùa Hộ Pháp. Mong quý Phật tử sắp xếp thời gian chúng ta sẽ về tham dự ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Và thưa quý vị, tại Tịnh Thất Quan Âm thì với cái mặt bằng để tổ chức không có, rất là chật hẹp. Tuy nhiên 7 năm qua, từ 2007 đến 2014 thì chúng tôi cố gắng nỗ lực tổ chức những ngày chủ nhật ở trên tại Tịnh Thất Quan Âm. Tuy nhiên với cái mặt bằng hạ tầng cơ sở và cái phương tiện đi lại nó không có thuận tiện như ở tại chùa Đại Tùng Lâm, cho nên thành ra Hòa Thượng Quang Hiển khi lên trên Tịnh Thất Quan Âm thì ngài mới nói rằng là một ngày tổ chức tu tại chùa Đại Tùng Lâm thì chắc là sẽ bằng 4 ngày chủ nhật trên Tịnh Thất Quan Âm, vì cái lượng người về số lượng đông. Cho nên thành ra hôm nay lần đầu tiên tổ chức ngày chủ nhật, chúng tôi có thông báo ngày lễ vía Quan Âm. Tuy nhiên hôm nay với cái số lượng người về với cái ngày đầu tiên thì đây là một cái điều khích lệ cho giác nhạc rất lớn, khích lệ rất lớn. Nhân nhà nghĩ rằng hôm nay chắc là số lượng chỉ nằm tầm khoảng bao nhiêu người phía bên này thôi, chứ không nghĩ rằng là thêm một cái số lượng phía bên này gấp 3, gấp 4 lần số lượng người phía bên này. Bên này ngồi nhiều hơn. Thì chúng tôi hơn cả tháng nay chung với Hòa Thượng cũng chạy lên chạy xuống, và khi mà thiết đặt một cái địa điểm này đó, thì những cái bức tượng Phật này Hòa Thượng nói rằng là thầy làm sao chia ra được 48 bức tượng, bức tranh Phật này. Và cái mẫu tranh Phật này chúng tôi lấy bên Hồng Kông về, và đây là cái mẫu tượng mà đứng tiếp dẫn. Chúng tôi thích cái mẫu tượng này nhất. Mà cái mẫu tượng này khi quý vị thích một cái mẫu tượng nào đó thì lúc mình lâm chung á thì Đức Phật A Di Đà hóa thân ra một cái hình tượng đó để tiếp dẫn mình vãng sanh cực lạc.
Vì Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà ứng hiện 32 ứng hóa thân, thì Đức Phật A Di Đà cũng ứng hiện rất nhiều hóa thân. Cho nên quý vị nhìn thấy bức tranh Phật đứng một hàng như vậy, quý vị thấy trang nghiêm đẹp không ạ? Đây là tác phẩm sáng tạo của Giang Nhàn. Quý vị thấy một cái hội trường lớn này, nếu mình không biết bố trí á, thì nó lạnh lẽo và loãng, chúng ta vô thấy không có ấm cúng. Nhưng hôm nay quý vị thấy ấm cúng không ạ? Giang Nhàn có nhiều cái nhân duyên được đi các nước trên thế giới, nhìn một cái hội trường mình phải tổ chức như thế nào. Và những bức tranh mà quý vị ngồi dưới đó nhìn lên á, bức tranh Phật treo trên trụ á, là cũng đúng 48 bức luôn. Và hôm nay mình sẽ tụng 48 lời nguyện. Sao nó có cái trùng hợp chỗ này nghe? Cái trùng hợp đặc biệt là đầu tiên khi tổ chức mà Hòa Thượng đồng ý để xin phép để tổ chức á, là Giác Nhàn nghĩ liền mình tụng 48 lời nguyện, chứ không tụng hết cuốn kinh được vì không có thời gian. Sáng nửa cuốn, chiều nửa cuốn thì không có thời gian quý vị niệm Phật, và không có thời gian chúng tôi giảng. Và khi phát nguyện lên để mà in 50.000 cuốn 48 lời nguyện, thì có một vị Phật tử phát tâm 50.000 cuốn. Thì Giác Nhàn tưởng hôm nay cũng khoảng 30.000, nhưng mà không tới 30.000, thì Giác Nhàn in trước 50.000. Rồi Hòa Thượng nói thầy phải làm cho đủ 48 bức tranh tượng Phật Di Đà. Thì tự nhiên Giác Nhàn thấy cái này là cái sự trùng hợp giữa Giác Nhàn cho tụng 48 lời nguyện, thì Hòa Thượng nói in 48 bức tranh tượng Phật Di Đà, tổng cộng 3 bức sau lưng này nữa là đủ 48 bức. Hôm nay một cái pháp hội, Giác Nhàn nghĩ có sự gia trì của Đức Phật A Di Đà rất là lớn. Và Ngài nói rằng những người nào có mặt trong ngày pháp hội hôm nay là những người có duyên với Đức Phật A Di Đà và có duyên với 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Cho nên Giác Nhàn cũng sẽ giảng 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Giảng 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúc mừng cho những người có mặt trong ngày hôm nay được đến đây cộng tu một ngày trong một cái cơ sở của chùa Đại Tùng Lâm. Mà hôm trước chúng tôi có nói quý vị, ở trong ngày lễ Viếng Quan Âm á, đây là một vùng thánh địa. Địa là đất, và cái đất này hợp với những người tu theo Phật và các vị thánh đệ tử A-la-hán của Phật. Thánh đệ tử nghe. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay quý vị có mặt mà ngồi trong cái thánh địa này không phải là đơn giản, không phải là dễ dàng, mà nó phải có cái thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp lắm. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn vô cùng vui mừng, mà cũng không nghĩ rằng Hòa Thượng có thể Ngài hoan hỷ tin tưởng Giác Nhàn dựng lên một cái mái tôn như vậy là 5 tỷ bạc, cái mái tôn như vậy này. Rồi Ngài nói bây giờ tôi dựng mái tôn rồi đó, bây giờ thầy làm sao? Thầy làm, thầy lót gạch đi. Hỏi bạch Hòa Thượng bây giờ lót gạch bao nhiêu? Ngài kêu có 1.7 tỷ à. Thầy kêu thôi được rồi, Để con coi thử coi, trong cái ngày đầu tiên khai mạc có những người gọi rằng đại gia đại thịnh về không phát tâm, rồi Phật tử người chút thôi tùy duyên ông Hòa Thượng. Chứ pháp hội xưa nay không bao giờ cũng kêu gọi. Nhưng hôm nay Giác Nhàn nói cái tâm nguyện của Giác Nhàn với Hòa Thượng để làm một cái cơ sở này cho quý vị về tu, lắng nghe cho kỹ nghe, là không bắt buộc quý vị phải đóng bao nhiêu tiền trong này. Hiểu nghe rõ không? Mà tùy hỷ, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, không có khỏi cúng. Nhưng cúng 20-30 triệu cũng được. Hôm nay cái mục đích chính đến là mình niệm Phật, tụng kinh 48 lời nguyện và nghe thầy Nhàn giảng đúng với chánh pháp. Lắng nghe cho kỹ ha. Không hiểu sao Hòa Thượng tin tưởng chúng tôi mà chúng tôi hơi rung quá ngang.
hơi rung là không biết là cái chánh, không biết là một cái hội trường, cái mái tôn hòa thượng dựng lên trên này, rồi ngày chủ nhật mùng 2 tháng 10 có ai đến với mình không? Rung. Lỡ mà ngồi leo que có 100-200 người. Hòa thượng nói bữa nay người ta hết tin ông rồi. Nhưng hồi nãy hòa thượng đứng đây, hòa thượng nói chung chà cũng đông quá cho thầy nhàn. Trời ơi, hòa thượng nói cũng đông á thầy nhàn. Trời, trong lòng nó vui, nó mừng. Quý vị biết tổ chức một cái pháp hội như vậy mà chuẩn bị mấy chú á, sắp xếp nước non, chuẩn bị lo ăn uống 3-4 ngày. Âm thanh đây nè, thầy mang xuống, thầy dừng, thầy lo tượng Phật chân, thầy chạy lên chạy xuống. Mà cứ cầu Phật làm sao để cho bao nhiêu như vậy nè, bao nhiêu người hiện có mặt trong này nè, là an ủi lại cõi lòng. Thực sự cái niềm vui mà khi ngồi ở trên này thấy với số lượng người này, trong lòng nó cảm xúc nó cũng rơi nước mắt. Không biết vì sao cái tấm lòng của quý Phật tử bây giờ còn hưởng ứng với thầy và tin tưởng thầy và về đây cộng tu niệm Phật với thầy. Trong cái lúc này thầy nghĩ rằng những người có mặt trong ngày hôm nay bằng tất cả tấm lòng, trải tấm lòng ra đến với thầy. Cho nên hồi nãy hòa thượng nói chỗ này nóng quá sao thầy không bắt cái quạt. Thầy nói hòa thượng có nóng không, con xuống con lấy quạt. Con kêu tôi nói một chút tôi xuống, thầy có nóng hay không tùy thầy. Thầy kêu thôi khỏi bắt quạt. Khi mà bắt quạt cái rồi nó quay xè, cái nó vô trong bi gò rô, nó làm cái phim của con hư cái phim hết hòa thượng. Ông kêu sao cũng được, thôi thầy chịu nóng đi cho cái phim nó đẹp. Sau khi xong một cái buổi lễ này và cái đạo tràng niệm Phật, đây là lần đầu tiên tổ chức đông nhất trong cuộc đời của Giác Nhàn. Đạo tràng lễ vía Quan Âm so số lượng người này không là bao, nó gấp 10 lần. Chúng tôi nghiệp gom số lượng người này nó vào khoảng 5-6 ngàn, mà vía Quan Âm 60 ngàn người, nó gấp 10 lần cái số lượng người này. Thì lễ vía Quan Âm thì mình không nói rồi, nhưng mà cái đạo tràng niệm Phật thì từ xưa đến giờ chưa khi nào có một cái pháp hội số lượng người này. Tại tịnh thất Quan Âm đông lắm là chỉ được số lượng bao nhiêu người này thôi, phía bên cái giạc bên này, mà còn toàn bộ số lượng bên này gấp 4 lần phía bên này nữa, thì từ trước đến giờ chưa khi nào có pháp hội này. Nhưng so với cái tâm hy vọng của Giác Nhàn, hy vọng nghĩ rằng là hôm nay ngồi kín hết tràng ra ngoài, nhưng mà cũng chưa đến cái số lượng người này. Tuy nhiên về sau là số lượng người này, chừng mùng 7 tháng 11 tới á, một người dắt cho thầy một người. Được không? Một người dắt một người thì sẽ kín cái hội trường này, phải không ạ? Ai phát tâm giơ tay lên coi. Nói như vậy thôi chứ mình dắt người đến chùa phải có nhân viên quý vị à, chứ không phải dễ à. Lắng nghe. Hồi chiều hôm qua thầy đến đây có hai vị Phật tử ở mũi Cà Mau. Cà Mau là cuối rồi phải không? Cuối của nước Việt Nam ha. Mà gì? Mũi Cà Mau. Tức là xa hơn Cà Mau. Hai cô ở mũi Cà Mau đến đây. Thưa thầy, con ngưỡng mộ thầy qua trang web vô lượng thọ.vn. Con được biết cái lịch của thầy đăng trên trang web vô lượng thọ.vn. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 thầy tổ chức tại đây. Con đến tại đây, thầy cho con lạy một lạy. Thầy không dám nhận mà cổ đứng cổ năn nỉ miếng. Rồi thôi thầy chấp tay cho lạy một lạy. Mà thầy nghĩ là cổ là lạy Phật chứ không phải lạy thầy. Mình đứng đó mình nghĩ là cổ đang lạy Đức Phật A Di Đà thôi chứ mình không dám nhận. Mà cổ quá tha thiết. Đâu hai cô ở dưới Cà Mau, mũi Cà Mau đâu đứng dậy thầy coi. Còn có mặt trong này không? Đó, quý vị nhìn qua góc phía bên kia quý vị. Mũi Cà Mau nghe. Mũi Cà Mau. Rồi. Ngồi xuống ha. Có một cô ở bên Tiệp về, cô bên Tiệp đâu rồi ta? Bên Tiệp khác. Bên Tiệp khác về. Rất là đặc kỳ. Ở trên tỉnh thất của thầy đi xuống dưới này. Kìa, con đứng ở dưới, đứng lên chút xíu ạ. À, bên tìm khách về.
Rồi. Có hai ông bà bên Georgia, ông chồng người Mỹ, người vợ người Việt. À, đứng lại cho mọi người thấy ạ. Ông chồng người Mỹ, vợ người Việt. Rồi, quay xuống cho mọi người thấy ạ. Quý vị thấy hai ông bà đẹp lão ạ. Lên tỉnh Thất Quan Âm và được ăn cơm với thầy, đứng cứ rơi nước mắt, kêu con không ngờ được về đây gặp thầy mà được ăn cơm với thầy. Xong rồi thầy mời xong rồi hai vị từ Tây Ninh á mời xuống đây. Thầy cảm động vô cùng. Thank you very much. Có một cô Phật tử đặc biệt hơn nữa là về ngay ngày lễ vía Quan Âm, tức là tối ngày 18, 11 giờ khuya, chạy thẳng xuống đây là sáng ngày 19 lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm xong. Bữa nay cũng có mặt, đó là cô Như Thảo ở bên Oregon. Đứng dậy cho mọi người thấy ạ. Đây là cô Như Thảo. Và đặc biệt cô Như Thảo này đặc biệt cô Như Thảo này có một người mẹ, đó là cô Diệu Âm, Diệu Ngọc. Và chúng tôi hộ niệm cho bà cụ ra đi tại Oregon, ở phía bên kia. Tại Oregon rất là đặc biệt. Và năm nay chúng tôi và Oregon tổ chức ở bên Hoa Kỳ, thì cả gia đình Phát Bồ Đề Tâm có lập một cái hội trường 200-300 người, trong đó cho chúng tôi thuyết giảng tại bên Oregon. Và xin cảm ơn cô Như Thảo. Trong này còn rất nhiều đối tượng đặc biệt từ miền Bắc cho đến miền Trung, cho đến miền Nam. Bắc Trung Nam tụ hợp về một nhà. Nhà đây là nhà Phật Pháp. Và căn nhà Phật Pháp này chúng tôi nghĩ hôm nay quý vị sẽ hài lòng. Sẽ hài lòng trong ngày hôm nay quý vị đến tham dự. Và hôm nay có một số quý Phật tử đến tham dự. Chúng tôi cũng xin nhắc lại luôn, chúng tôi mong rằng ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch, mọi người đều có áo tràng hết cho nó trang nghiêm pháp hội. Và nếu ai không có áo tràng thì gặp thầy, thầy sẽ giới thiệu ra kim mua. Tưởng gặp thầy cho. Bây giờ thầy phải đang còn lo gom góp tiền và thượng giao cái nền gạch cho nên cho tiền. Một cái điều chúng tôi mong rằng khi quý vị đi đến chùa có cái áo tràng, khi ăn đám cưới có cái bộ đồ đi ăn đám cưới, và khi ngủ có bộ đồ ngủ, và khi đi đâu có bộ đồ đó. Tuy nhiên hôm nay có một số người chưa biết, và ở bên ngoài kia họ cũng chưa có bán hàng nhiều, mà chắc là đợt sau họ sẽ bán hàng nhiều. Họ nghĩ rằng lượng người sẽ không về tới đông như thế này, cho nên cái lượng bán hàng ngoài kia rất là ít. Thưa quý vị, cái thời gian hôm nay chúng tôi vẫn muốn chia làm hai cái thời gian, buổi sáng và buổi chiều đều có giảng, và buổi sáng và buổi chiều đều có tụng kinh và niệm Phật. Cho nên thành ra sáng hôm nay chúng tôi nói trong vào tầm khoảng hơn nửa tiếng chung quy về cái đề tài mê tín và chánh tín. Chiều hôm nay chúng tôi giảng 1.5 tiếng đồng hồ, từ lúc 1:30 đến 3 giờ, 1.5 tiếng đồng hồ chiều hôm nay là nói về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nói chuyên sâu về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chiều hôm nay quý vị sẽ nghe chúng tôi giảng lại 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng tôi đang giảng kinh Vô Lượng Thọ đến phẩm thứ 6 và nguyện thứ 18. Tuy nhiên hôm nay với cái pháp hội này, chúng tôi trở lại 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Quý vị nào muốn nghe trọn vẹn 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi phải giảng hết sang năm mới xong. Chúng tôi giảng kỹ luôn. Giảng kỹ 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Thì chúng tôi sẽ giảng 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà này. Chúng tôi mong rằng những người có mặt trong ngày hôm nay
rủ bạn bè mình và rủ anh em thân bằng quyến thuộc của mình ngày Chủ nhật đến tại chùa Đại Tòng Lâm. Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng 48 lời nguyện tại nơi cái hội trường Hòa Thượng đã cất trong vòng 7.000 m². Cái này 7.000 m² là 7 sào nha, 7.000 m². Và chúng ta mong rằng làm sao quý vị đến đây để tham dự đủ, đừng bỏ buổi nào. Chúng ta mong những vị đến đây để tham dự cái buổi học mà học chuyên sâu 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, và ngồi đây chuyên niệm 4 chữ A Di Đà Phật và tụng 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Chúng ta mong rằng làm sao quý vị đừng bỏ lỡ cái buổi học nào, và thầy giáo này sẽ nghiêm túc không vắng buổi dạy nào. Chúng tôi thích cái ngành giáo dục là dạy học, dạy cho người ta học Phật để làm Phật. Tuy nhiên sáng hôm nay chúng tôi nói hai cái mệnh đề mê tín và chánh tín, bởi vì cái thời gian để giảng một buổi để hết một cái nguyện á, và để giảng trọn vẹn á, thì chúng tôi nghỉ buổi chiều hôm nay. Cho nên mong rằng quý vị ăn cơm trưa rồi đừng đi về, tiếp tục ở lại phải không ạ? Đi cho nó trọn vẹn một ngày chứ. Bỏ công sức sắp xếp bao nhiêu ngày mà cuối cùng mình đi có một buổi rồi mình về, không đủ vốn để trả cơm với công mấy chú á ngang. Thưa quý vị, mê tín và chánh tín là một cái đề tài bước vào cái ngưỡng cửa của Phật giáo rất là quan trọng, chúng ta cần phải biết đến, mà chúng tôi muốn nói đến cái ngày khai mạc. Để chúng ta đến đây niệm Phật có phải là mê tín hay không? Và nếu chúng ta là chánh tín thì tin cái gì? Và chánh tín thì chúng ta tin chân chánh, niềm tin chân chánh là niềm tin cái gì? Và mê tín là tin một cách mù quáng. Mê là mù quáng, là mê mờ. Và niềm tin mê mờ là sao? Chúng ta phân tích quý vị để nghe rõ luôn. Giờ lắng nghe ha. Biết sao tự nhiên hôm nay cái cảm xúc chúng tôi lớn lắm. Trong cái thời gian hơn một tháng chạy lên chạy xuống lo với Hòa Thượng và xuống thiết đặt từng những bức tranh Phật này, loa đài, vân vân, tất cả mọi thứ, chúng tôi để đổ cái tâm vô đây nhiều lắm. Gọi là tâm lực, tài lực và sức lực toàn tâm dồn vô đây nhiều lắm. Cho nên hôm nay mới có được một cái hoàn cảnh như vậy. Vì cái hoàn cảnh này mà chúng tôi thấy được cái lượng người như vậy, cho nên cái cảm xúc nó dâng trào cao lắm. Cho nên chúng tôi mong những người có mặt trong này hôm nay cố gắng lắng lòng cho thanh tịnh, tập trung toàn tâm đối với những cái lời giảng của chúng tôi. Hôm nay có một điều làm chúng tôi cảm xúc, có những em bé mới có 8-9 tuổi cũng đến đây. Ngay chỗ phía dưới có hai đứa nhỏ đứng dậy, thầy coi kìa, hai đứa bé nhỏ. Không phải hai nhưng mà nhiều, trong này có những đứa bé nhỏ đứng dậy cho thầy coi à. Góc kia kia nữa, góc bên kia nữa. 4-5 tuổi, 6-7 tuổi, 7-8 tuổi, nhiều lắm quý vị. Đâu có những đứa nhỏ nè kìa. Quý vị nhìn ra sao thấy quý vị? Có những đứa nhỏ mà đến đây để tham dự nghe pháp, ngồi rất là chú tâm, làm chúng tôi cảm động. Quý vị thấy đạo tràng hôm nay đủ thành phần, quý vị thấy quan hệ không ạ? Rồi, các em nhỏ ngồi xuống ha, ngồi lắng nghe ha. Ở đây có bà cụ 70-80 tuổi nào đứng dậy thầy coi à. Bà cụ 70-80 tuổi. Hôm qua có một bà cụ 94 tuổi nữa quý vị. Đâu bà cụ 94 tuổi đứng dậy à? Đây, bà cụ 94 tuổi. 94 tuổi. Đây nè, sau lưng nè, có bà cụ 94 tuổi nè. Bà cụ 94 tuổi, quý vị cho một tràng pháo tay, đến đây ngồi nghe pháo, đến đây ngồi tụng kinh niệm Phật. Rồi, cho cụ ngồi xuống ha. Có một số các anh thanh niên 15-16 tuổi, quý vị đứng dậy, thanh niên thiếu nữ ngồi đầu tiên nè, quý vị đứng dậy cho mọi người thấy à. Hồi nãy giờ chúng tôi thấy mấy đứa thanh niên thiếu nữ này nó ngồi nó chăm chú lắng nghe chúng tôi dễ sợ luôn. Hình như là ngưỡng mộ phải không? Ngưỡng mộ. Thầy cảm ơn.
Ngồi xuống ha. Không hiểu sao mà chúng tôi giảng về tịnh độ mà những đối tượng này họ cảm xúc và họ lắng nghe được. Trong cái buổi giảng của chúng tôi, nếu mà họ chân thật ngồi lắng nghe, cái tâm họ đi vô định. Khi cái tâm họ đi vô định và họ sanh ra cái niềm vui mà chúng ta nghe danh từ gọi là pháp hỷ. Họ nghe chánh pháp mà họ sanh ra niềm vui. Hỷ là vui, vui vẻ là hoan hỷ. Mà họ nghe đến một cái lúc họ cảm xúc được, gọi là sung mãn, gọi là pháp hỷ sung mãn. Không ăn cũng thấy no. Và gì? Và cái niềm vui nó đang lan 4-5 ngày, 5-7 ngày. Trong này ai có cảm xúc vậy giơ tay cho thầy biết. Lúc trước giờ có nghe đĩa thầy ạ? Ồ, nhiều quá ha. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Dạ. Cái người nói cũng có cảm xúc đó, mà người nghe cũng có cảm xúc đó. Nếu họ nghe chánh pháp, họ nghe bằng niềm tin chân chánh, không phải là niềm tin mù quáng. Chúng tôi trở lại vấn đề mê tín và chánh tín. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài thành Phật á, thì có 99 cái tông phái, tức là cái tôn giáo á, mà chúng tôi quy lại nó có hai cái tông giáo, nó hai cái tông phái, hay gọi là hai cái tôn giáo mà Phật nói là không đúng với chân lý, gọi là mê tín. Cái tôn giáo thứ nhất nói rằng con người khi chết là hết, tức là cái thân này do đất nước gió lửa tạo thành, xương thịt là đất, nước miếng nước trong người mình, máu là nước, hơi thở là gió, hơi ấm là lửa, gọi là tứ đại, bốn cái lớn là đất, nước, gió và lửa. Khi nó đủ duyên nó hợp thành, mà khi hết duyên nó tan rã, nó trả về cho đất nước trái lửa, và tinh thần cũng không có luôn. Thì Phật xem cái giáo thuyết này là mê tín. Lắng nghe nha. Người ta nói rằng gì? Khi bỏ báo thân này, tinh thần là linh hồn, là tâm thức không còn tồn tại, và thân thể này đất nước gió lửa trả về cho đất nước gió lửa cũng không tồn tại, tinh thần và vật chất đều mất. Rồi người ta quan điểm rằng tu nhân tích đức già đời cũng chết, mà hung hăng bạo ngược tận thế cũng chả còn, không còn thể xác và không còn tinh thần. Thì cái quan niệm này Phật ghép vào họ là mê tín, là chấp đoạn. Đoạn là đoạn diệt, khi chết là mất hết luôn, không còn nhân quả, không có nhân quả, không có đời trước, không có đời sau. Thì cái quan điểm này Phật xem người, Phật xem cái lý thuyết này, Phật xem cái tông phái này, cái tôn giáo này gọi là chấp đoạn, là mê tín, Phật không đồng ý, và không phải là đúng với chân lý. Lắng nghe nghe. Giáo thuyết thứ hai nè, giáo thuyết thứ hai cũng ghép vào trong mê tín luôn, là có một vị thượng đế. Thượng đế này đã an bài xếp đặt, và thượng đế này ghét mình thì cho xuống âm ti khổ đau, còn thương mình thì cho về thiên đàng. Tức là cái sự thăng hoa hay đọa lạc là do thượng đế quyết định. Lắng nghe nghe. Lắng nghe kỹ hai giao thiết này. Cái giao thiết thứ nhất là con người khi mất là thể xác và tinh thần, là tâm linh không còn nữa luôn. Và cái giao thiết thứ hai là khi con người mất thì cái xác thân đất nước gió lửa này cũng trả về cho đất nước gió lửa, nhưng tinh thần này do thượng đế an bài. Và chỉ có địa ngục và thiên đàng, và thiên đàng địa ngục này do thượng đế quyết định, không phải do con người mình quyết định. Thì Phật nói giáo lý này cũng là giáo lý chấp thường. Chấp thường, nó rơi vào chấp thường và chấp đoạn đều là mê tín. Còn giáo lý nào là giáo lý của đạo Phật? Lắng nghe này, lắng nghe. Hồi nãy hòa thượng nói là luân hồi
Giáo thuyết của nhà Phật là giáo thuyết luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là thay xoay chuyển. Sanh thân rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, lìa qua một đời rồi theo nghiệp, lắng nghe nè, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại. Cũng sanh thân cũng mãi tán tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết theo nguồn chuyển xoay. Thì nhà Phật chúng ta đưa vào, và Đức Phật đưa ra chân lý, và Đức Phật ra đời là chỉ cho cái chân lý này là chân lý luân hồi sanh tử. Luân hồi như thế nào? Luân hồi này là do cái nghiệp mình nó làm chủ, chứ không phải là do Thượng Đế làm chủ và Thượng Đế an bài. Đúng giáo lý nhà Phật nha. Đây là giáo thuyết luân hồi. Lắng nghe nha, lắng nghe cho kỹ ha. Cái chỗ này nó hơi sâu một chút đó. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiệp nó có nghiệp thiện, nghiệp ác, gọi là thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Thêm một cái nghiệp nữa mà pháp môn tịnh độ chúng ta hay nói gọi là tịnh nghiệp, mà chúng ta nghe danh từ gọi là tịnh nghiệp tam phước. Lắng nghe nha. Tịnh nghiệp tam phước. Như vậy cái quan điểm là con người mà chết không còn tinh thần, không còn vật chất, không còn cơ thể, bây giờ mình tha hồ tạo những điều ác, bởi vì khi mất rồi nó cũng đâu có còn cái gì đâu mà mình sợ, thì giáo thuyết này không đúng. Mà giáo thuyết nó có một Thượng Đế an bài sắp đặt sẵn sàng. Và xuống lên địa đàng hay là xuống địa ngục là do Thượng Đế này an bài, chứ mình không có một cái quyền quyết định và cái không có một cái nghiệp gì làm chủ để dắt mình đi vào những cái cõi khác. Thì Phật nói rằng cái nghiệp này dắt mình đi 10 cõi, mà trong giáo lý nhà Phật gọi là gì? Là thập pháp giới. Hôm nay chúng tôi nói rành mạch là cái đề tài này chúng tôi nói nhiều rồi, nhưng hôm nay chúng tôi nói rất là cảm xúc về cái đề tài này. Vì sao? Vì trong cái quá trình thời gian chúng tôi nghiên cứu về giáo lý của Đạo Phật, nghiên cứu về giáo lý của Đạo Phật tính ra cái thời gian cũng khá lâu. Từ 12 tuổi đi tu, hôm nay 43 tuổi là 31 năm trời. Thì chúng tôi nói nó phải làm sao đúng với cái đường lối gọi là giáo lý của nhà Phật. Nó phải đi đúng vào cái chánh tính của nhà Phật. Và lắng nghe nha. Cái nghiệp này nó sẽ là dắt chúng ta đi vào cõi khổ đau hay là sung sướng, chứ không phải là do Thượng Đế quyết định. Lắng nghe nha. Nếu đó là nghiệp thiện mà thượng thiện á, thì nó sanh lên cõi trời. Trung thiện á là cõi người, mà hạ thiện á là cõi Atula. Thì cái nghiệp tham này khi bỏ báo thân, nó đẩy mình đi vào cõi ngạ quỷ. Quý vị nghe cái giáo thuyết của bà Thanh Đề chưa? Mẹ có một kiền liên đúng không ạ? Bà vừa là tham mà sân nữa, tức là ghét chư tăng, không thích chư tăng. Vừa là sân hận mà vừa là tham lam, cho nên bà phải vào địa ngục làm loài quỷ đói. Ngài Mục Kiền Liên có thần thông nhìn xuống, thấy được mẹ mình đang ở dưới địa ngục. Quý vị nhớ cái chi tiết nào không ạ? Đúng không ạ? Bà Thanh Đề ở địa ngục đúng không? Như vậy thì cái vấn đề mà để mà khi bỏ báo thân này vì nghiệp tham mà đọa vào địa ngục có không? Có. Đó là giáo thuyết của Đạo Phật chúng ta. Mà Ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ dưới địa ngục là do gì? Là do nhờ cúng dường chư tăng trong ngày rằm tự tứ. Lắng nghe cho kỹ nha. Thì như vậy hôm nay chúng ta biết rằng do nghiệp làm chủ, và cái nghiệp này nếu là tham đi vào ngạ quỷ, nếu là sân thì nó sẽ đẩy mình bỏ báo thân này đi vào trong địa ngục, và nếu là si mê thì nó làm loài súc sanh. Nếu mà tranh đấu hơn thua mà nóng giận làm đi sanh về cảnh giới Atula, và nửa thiện nửa ác thì làm người, tức là người nó có vừa thiện mà vừa ác, có cũng có ác và cũng có thiện, mà giữ được năm giới trọn vẹn thì đủ năm nhân cách để làm người, và làm 10 điều thiện sanh lại cõi trời.
Như vậy hôm nay chúng ta biết rằng là do nghiệp làm chủ, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nó dắt chúng ta đi vào những cõi, nhưng mà địa ngục, ngạ quỷ không thấy, loài súc sanh thấy không? Loài súc sanh thấy không? Loài gà, vịt, heo quý vị thấy không ạ? Có đúng không ạ? Đó, thì như vậy loài người chúng ta chỉ nhìn thấy được loài súc sanh thôi, còn cái cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ chúng ta không thấy, cảnh giới Atula chúng ta không thấy. Nhưng mà không thấy không phải là không có, bởi vì Đức Phật dạy là 10 cảnh giới gọi là pháp thấp giới. Như vậy là luân hồi là do nghiệp báo dắt chúng ta đi vào cõi khổ, cũng như là cõi người. Hôm nay chúng ta đang làm người, đang làm người thì chúng ta đời trước đã giữ trọn vẹn năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu. Giữ trọn vẹn năm giới này, chúng ta đủ 5 điểm tiêu chuẩn để làm người. Hôm nay chúng ta có mặt trong cõi đời này, hiểu không? Và chúng ta cũng có làm thiện. Thì khi mình có làm thiện, biết bố thí cúng dường, quý vị sanh trong một gia đình giàu có, đầy đủ của cải vật chất, mới sanh ra là mình được gì? Cha mẹ mình nuông chiều lo lắng đầy đủ của cải vật chất. Còn có những người đời trước người ta không biết tạo điều thiện, cho nên thành ra đời này không biết bố thí cúng dường, cho nên thành ra đời này sao? Họ nghèo khổ, sanh trong gia đình quá nghèo khổ. Bản thân chúng tôi, lắng nghe nghe, bản thân chúng tôi đời trước có 2 cái nghiệp. Chúng tôi nghiệp, chúng ta thấy cái nghiệp đời trước của chúng tôi á là không biết bố thí về tịnh tài của cải. Đời này chúng tôi sanh vô trong gia đình rất nghèo, quý vị nhớ nghe, gia đình chúng tôi là gia đình nghèo, chúng tôi nói chân thật, chứ không phải gia đình mình nghèo mình khoe khoang khoác lác là mình nói gia đình mình giàu nghe, không có nghe. Và cái nghiệp thứ hai nè, lắng nghe nè, chỗ này quan trọng nè. Cái nghiệp thứ hai là cái nghiệp sát sanh, cho nên khi sanh ra cho đến lúc đi tu là chúng tôi bệnh eo ọt. Bệnh eo ọt. Nhưng nó có một cái phước duyên. Nó có một cái phước duyên đó là đời trước chắc là mình gặp Phật pháp, chắc là mình cũng là đi tu, sao làm thầy chùa, cho nên đời này mới 12 tuổi đòi đi tu rồi. Lắng nghe không? Và nó còn một chút xíu về cái vấn đề là cái duyên, đó là học kinh, hiểu kinh và nhớ kinh của Phật giáo, nhớ rất là dai, rất là sâu sắc. Vì vậy cho nên thành ra có cái duyên trong cái đời này là còn một chút đỉnh về cái duyên với Phật pháp, là muốn đem cái chánh pháp truyền cho sanh chúng, đem cái chánh pháp truyền cho nhân loại. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái con đường để chúng ta đi vào trong Phật giáo là gì? Loại trừ mê tín. Loại trừ mê tín nghĩa rằng là khi con người mất không còn thể xác và tinh thần, đây là gì? Tôn giáo thuộc mê tín. Và khi mất mà còn lại linh hồn này do Thượng Đế quyết định đi vào cõi khổ hay là cõi sướng, do Thượng Đế chứ không phải do nghiệp làm chủ, không phải là nghiệp tham đi vào ngạ quỷ, nghiệp sân đi vô địa ngục và nghiệp si mê làm loài súc sanh. Nếu như vậy thì quan niệm như vậy thì được xem như gọi là mê tín, tin không chính xác, không đúng. Mà chánh tín là gì? Là tin có một cái nghiệp, đó là ác nghiệp đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thiện nghiệp đi về cõi người, gọi là trung nghiệp, trung của thiện nghiệp, và thượng thiện nghiệp á đi về cõi trời. Và có một cái nghiệp nữa là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là gì? Là nghiệp thanh tịnh, là tụng kinh là tịnh nghiệp, tụng kinh vô lượng thọ là tịnh nghiệp, tụng các kinh đại thừa là tịnh nghiệp. Rồi gì nữa quý vị? Niệm Phật là tịnh nghiệp, lạy Phật là tịnh nghiệp, là cái nghiệp thanh tịnh đó, nó tương ứng với cảnh giới cực lạc. Mà hồi nãy Hòa Thượng Quảng Hiển nói là một đời này là phải nguyện vãng sanh về cực lạc, không để luân hồi sanh tử nữa. Thì như vậy cái tịnh nghiệp này là ăn chay, tịnh nghiệp này là phóng sanh, 10 công đức phóng sanh, tịnh nghiệp này là in kinh, 10 công đức in kinh. Đây là tịnh nghiệp. Lắng nghe nghe, đây là tịnh nghiệp. Đây là chánh nhân của tịnh nghiệp. Đó. Thì như vậy hôm nay chúng ta gì? Chúng ta phải đi theo đúng con đường chánh tín của Phật giáo, tức là tin cái gì? Lắng nghe lại nữa nè. Tin rằng khi bỏ báo thân này, cái nghiệp này nếu là cái nghiệp thiện thì sanh lên trên, giống như là khói nhang nhẹ bay lên. Và ác nghiệp là tàn nhang, giống như tàn nhang nặng rơi xuống. Mà ác nghiệp hay thiện nghiệp là do Thượng Đế an bài hay là do chính mình? Do chính mình tạo nên. Mà cái nghiệp thiện này mà chúng ta thường nghe danh từ đó là gì? Đó là nghiệp thiện, hay còn gọi là nghiệp lực.
Lực là sức mạnh. Ác nó cũng có gọi là nghiệp ác, gọi là nghiệp lực ác. Nghiệp lực ác. Thì cái nghiệp lực ác này khi bỏ báo thân này, nó có một cái sức mạnh, nó đẩy chúng ta vào cái cõi, cõi ác. Lắng nghe nha, giờ lắng nghe ha. Tại phòng hộ niệm của Tịnh Thất Quan Âm có một chú đó thở lên một tháng mà không chết, gọi là cầu sống không được, cầu chết không xong. Do nghiệp ác gì? Nghiệp ác là gia đình sát sanh nhiều quá. Biết thở lên không chết không? Một tháng thở lên không chết mà cần cái hơi thở để xuống tới buồng phổi và thở để mà sống, không còn sức để thở, mà trong kinh nó là cầu sống không được, cầu chết không xong. Rồi biết sao? Trong khi đó cũng có một chú mà không thở lên, cũng nằm chung để vô hộ niệm. Nhớ nghe, lúc đem vô hộ niệm là bác sĩ chạy. Lắng nghe cho kỹ này. Lúc vô hộ niệm là bác sĩ chạy, là bị ung thư giai đoạn cuối. Tình nguyện họ muốn đi vào phòng vãng sanh, không ai ép được nha, không ai ép được. Và lúc đó họ không ăn được, chứ không phải là người ta ép không cho họ ăn nha. Như sư cô Quảng Phước vừa rồi sư cô nói đó, con vô phòng hộ niệm của thầy đầu tiên là 2-3 tháng con chỉ uống nước, con ăn không được, con tưởng chết. Bị ung thư đại tràng, đại tràng đi tiểu ra máu, đi cầu ra máu. Nhưng mà con vô phòng hộ niệm thầy, con niệm 3 ngày sau là con được uống nước vào, và 7 ngày con ăn cháo, và 21 ngày là con hết bệnh luôn. Vừa rồi con mới phát biểu lại. Còn cái đĩa này, cái này hơi khó tin, cái này hơi khó tin, nhưng mà quý vị lên trang web vôlượngthọ.vn coi lại cái đĩa mới nhất của chúng tôi đó, thì quý vị thấy cô Quảng Phước cô đứng thực tế cô phát biểu. Mà cái này khó tin, cái này những người kêu rằng chỉ có bác sĩ mới chữa bệnh hết thôi, nhưng mà bác sĩ chê rồi. Vậy mà nhờ công đức Phật lực gia trì, nó có những cái điều màu nhiệm nha. Nhà Phật chúng ta nó có cái danh từ gọi là màu nhiệm. Màu nhiệm nghĩa là mình không thể nào thấy mà lại có, mà lại mình tin. Tức là không thấy mà lại tin. Không thấy nghĩa rằng đâu có uống thuốc gì đâu mà sao lại hết bệnh. Nó có chỗ lạ chỗ này. Mà cái này không phải mê tín nha. Cái này là nhờ Phật lực gia trì. Bác sĩ chạy rồi, sư cô Quảng Phước. Mà còn ông này nè, ông nằm ông thở lên một tháng không mất. Là mà cái vị kia thì sao quý vị? Không có thở lên mà đi trước. Bởi vì cái nghiệp người ta nhẹ. Vì sao cái lúc lâm chung người ta đi nhẹ nhàng? Vì người ta phóng sanh, người ta ăn chay, cho nên thành ra lúc lâm chung không có bị oan gia trái chủ nó tới nó đòi. Hỏi kỹ lại cái vị mà thở lên á, lúc trước gia đình giết heo sát sanh, thì thầy vô phòng hộ niệm thầy nói: chú à, lúc đó ông còn biết, ông nhìn nha, cái quan trọng là ông còn biết, ông nhìn thầy được. Thầy kêu: chú à, giờ nghe thầy nè, buông xả vạn duyên, theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Thầy khai thị xong hết rồi, thì quý vị biết khi nào mất không? Chỉ trong vòng một đêm đến sáng ông ra đi. Một đêm đến sáng ông ra đi. Và ông ra đi rất nhẹ nhàng. Gia đình hết sức là hoan hỷ. Gia đình nói thà sống thì sống cho khỏe. Thì như vậy chúng tôi nói như vậy xong thì họ buông được, họ ra đi nhẹ nhàng. Cho nên thành ra quý vị muốn để lúc lâm chung quý vị gì mà đi được nhẹ nhàng, bây giờ quý vị phải ăn chay trường và phóng sanh. Trong này ai ăn chay trường được giơ tay thẳng cao lên cho thầy coi. Wow, cảm ơn nhiều lắm á ngang. Nhưng còn một số chưa giơ tay ăn gì ta. Thôi giờ còn số còn lại ăn chay ngày thì đừng ăn chay trường nữa, nhưng mà ngày nào cũng ăn là được. Thì như vậy hôm nay chúng ta tu theo Phật giáo để đi trên cái con đường để mà chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Đây là đi trên con đường chánh tín. Chuyển nghiệp lực tức là chuyển nghiệp ác, chuyển nghiệp xấu trở thành cái nguyện lực, trở thành nghiệp thiện, trở thành tịnh nghiệp. Ai cũng có nghiệp xấu cả, nhưng hôm nay mình tu là để sửa những cái sai, sửa những cái xấu, sửa những cái không tốt trở thành tốt, những cái xấu thành tốt, và chuyển những cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt.
Và chuyển nghiệp tốt là nghiệp thiện trở thành tịnh nghiệp, đó là chúng ta tu theo theo Phật giáo. Hôm nay có hai mẹ con mà hồi tối hôm qua, lắng nghe nha, hồi tối hôm qua ngồi nói chuyện với thầy rơi hai hàng nước mắt. Thầy ơi, lúc trước con của con mới 18 tuổi, con ở dưới Bến Tre đó thầy. Con của con gái 18 tuổi mà nó đi chơi bời, hút sách, đập đá là cái gì đó. Đập đá tức là chơi nghiện ma túy đồ này nọ đó. Con nói gì nó cũng không nghe hết trơn, nó làm con khổ. Và nó chửi con luôn. Nhưng hôm nay con nghe pháp của thầy, con nghe pháp của thầy, bắt đầu con tụng kinh Vô Lượng Thọ, con niệm Phật. Bây giờ bắt đầu con thấy nó thay đổi đó thầy. Hôm nay con dắt nó lên đây nhờ thầy quy y cho nó, đặt pháp danh cho nó. Trời, trong lòng tôi, chúng tôi nó mừng còn hơn họ cho mình mấy trăm triệu. Không, cái này nói chân thật. Không phải chúng tôi nói về cái chuyện tiền bạc mà đem ra so sánh. Bây giờ cái mục đích chúng tôi là giáo dục để cho con người từ gia đình bất ổn, một gia đình mà khổ đau, một gia đình mà lộn xộn trở thành một gia đình tốt. Khi mà một gia đình tốt thì xóm làng tốt, xã hội tốt, phải không ạ? Chỉ có gia đình này áp dụng đúng năm giới, không sát sanh. Theo pháp luật nhà nước là không giết người, mà nhà Phật là không giết loài súc sanh, gà vịt luôn. Nhà Phật có lòng từ lớn vậy luôn đó. Rồi không trộm cắp. Nếu mà không trộm cắp thì đâu có gì trở ngại. Nói toàn bộ tất cả những người trong nước Việt Nam cũng như toàn thế giới không trộm cắp, mà nhà quý vị có đóng cửa làm chi đâu? Xe cộ đâu có mất mát làm chi mà đóng cửa? Không phải lo cái gì hết trơn, thế giới được bình an, không tà dâm, một vợ một chồng, không nói láo, không uống rượu. Đây là năm nhân cách, nếu Phật tử áp dụng được thì xã hội bình an. Và toàn bộ nếu ai cũng áp dụng được điều này thì nhà tù làm chi? Không trộm cắp nhà tù làm chi trời, phải không? Thì hôm nay toàn bộ bao nhiêu người trẻ già này đến đây để học năm giới của Phật dạy và học giáo lý của đạo Phật như vậy thì đỡ cho nhà nước không ạ? À? Đỡ không ạ? À? Đỡ chính quyền an ninh không? Đỡ không? Đỡ qua chứ? Đó là chánh tín. Lắng nghe nha. Hai mẹ con gặp chúng tôi nói: con cảm ơn thầy, con nghe thầy giảng con vui nhất là thầy kêu thầy đi giảng các nơi, thầy mang tiền về để thầy nuôi các chú. Các chú này là con cò trắng nha, rồi nuôi cho cò trắng ăn mập mạp đầy đủ lông cánh, rồi cái chim sẻ sẻ vô bắt đi. Ok, trời ơi, thầy kể đến chỗ này là con vui nhất. Nhớ từng ly từng tí đó nha, nhớ từng ly từng tí đó nha. Hiểu không? Hiểu chuyện nào? Thưa quý vị, chúng tôi không ngờ trong ngày hôm nay mà các tỉnh với các nơi mà chạy về đây ngồi như vậy nghe chúng tôi giảng tu với chúng tôi. Thì chắc là chúng tôi nghĩ những người trong này không phải là những người dốt nát không biết gì đâu. Có những người đại học, có những người tiến sĩ, có những người kỹ sư, có những người có trình độ, có những người có tri thức. Nên là đủ thành phần trong này chứ không phải vui ngu ngu mê mê dốt dốt gì đâu mà đi nghe chúng tôi đâu. Mà chúng tôi nghĩ những người này, những người này có những thành phần bác sĩ có, kỹ sư có, giàu có, nghèo có, đủ thành phần trong này. Trong 5-6 ngàn người này chúng tôi nói đủ thành phần. Mà vì sao họ tin tưởng chúng tôi, họ đến đây để họ nghe pháp? Đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ chư Phật gia trì, và đây một cái nhân duyên rất là lớn. Thì như vậy hôm nay chúng tôi đang phân tích giữa chánh tín và mê tín, và cái chánh tín để chúng ta biết là tin như thế nào gọi là chân chánh. Lắng nghe nè. Tin như thế nào gọi là chân chánh? Tin có nhân có quả là tin chân chánh, là tung tin đúng với chánh pháp. Nhân đời trước của mình có phóng sanh, có ăn chay, có tích đức, thì quả đời này thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn và giàu có.
tin cái nhân đời này là phóng sanh ăn chay tích đức. Tụng kinh là tích đức, lạy Phật là tích đức, in kinh là tích đức, phóng sanh là tích đức, thương người là tích đức, tâm ngay thẳng là tích đức. Thì đời sau thọ mạng sẽ kéo dài, ít bệnh hoạn, trí tuệ sáng suốt thông minh, và sanh trong gia đình giàu có, nếu không được vãng sanh. Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước làm gì thì phải nhìn cái quả đời này đang hưởng. Cái nhân đời trước gặp Phật không cung kính, đi ngang qua bàn Phật không cúi đầu, đời này nó lùn. Biết nó lùn không? Đời trước khinh bỉ nhìn người ta nửa con mắt, đời này lé. Cô, các cô, các cái cô đó, thầy đứng bên này, cô nhìn thầy bên này, cô nói chuyện. Cô nhìn qua bên này thì cô nói chuyện với người bên kia. Nhân quả hết ráo quý vị ơi à, nhân quả hết ráo à. Nếu chúng ta không hiểu nhân quả, chúng ta nói gì? Hên xui. Không có hên xui trong này nha. Nhà Phật mình không có nói hên xui nha. Không có bay rủi nha. Mà nói nhân quả đường tơ kẻ tóc. Nhân quả gọi là tơ hào chẳng sai. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Hôm nay cái nhân mình ngồi đây niệm Phật. Hôm nay cái nhân mình ngồi đây tụng kinh vô lượng thọ 48 lời nguyện. Hôm nay cái nhân mình ngồi đây nghe giảng. Hôm nay cái nhân của mình ngồi đây để mà ở trong chùa mình ăn một buổi cơm chay, nó có cái nhân này là cái nhân tích đức. Thì cái quả hiện đời gọi là hiển báo, là hai mẹ con của cô Bến Tre này bây giờ bắt đầu hài hòa. Nói thầy ơi, khi mà con thấy bắt đầu là tự nhiên con thương mẹ con lên rồi á. Con bỏ hết mấy cái chuyện đi chơi với bạn bè, mà con không ngờ con bỏ được, mà bạn con cũng nói không ngờ xì ke ma tí mà đập đá, chơi đá, chơi hàng đá gì mà con bỏ được. Con không ngờ thầy. Sao mà lạ vậy thầy? Thầy hỏi con có thấy rằng có thể con bỏ luôn được không? Với cái quyết tâm của con bỏ luôn được. Hôm nay con theo quy y Tam Bảo, rồi con được nghe đĩa của thầy, con tụng kinh, nếu cái đà này là con bỏ được. Thì một người không có bị nghiện ngập, không có làm cho gia đình bị gì, bị hỗn loạn, khổ đau, thì gì, an ninh nhà nước cũng đỡ một phần gánh nặng, phải không quý vị? Đỡ phần gánh nặng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi thấy bao nhiêu con người này về đây để tu, là bao nhiêu con người này muốn tu tích đức, muốn làm nhân lành. Và trong một cái mảnh đất đó, cũng như hôm nay cái nhà này, Hòa Thượng không có làm cái mái che này, Hòa Thượng kêu thôi mình trồng cây đi. Thì mình trồng cây ớt là mình hưởng cái trái ớt, nó ra cái, nó lớn lên, nó ra hoa, ra quả, mình hưởng trái ớt thì cay. Nếu Hòa Thượng kêu thôi trồng cái cam đi, thì nó lớn lên, nó ra bông, nó ra cái trái cam, thì hưởng cái cam. Nếu trồng cái chanh, hưởng cái chanh. Tức là mảnh đất này, Hòa Thượng nếu không làm mái che này, mà Hòa Thượng trồng cây gì, thì Hòa Thượng sẽ hưởng cây đó. Nhưng hôm nay Hòa Thượng kêu không trồng gì nữa hết, làm cái mái che này cho người nên niệm Phật để vãng sanh Cực Lạc, thì Hòa Thượng được công đức. Ý chúng tôi muốn nói là trong cái mảnh đất tâm của mình, gọi là tâm địa, địa là đất, tâm là cái tâm thức của mình, trồng cây gì thì mình hưởng cây đó. Cây đó là gì? Nếu trồng cái nhân tốt, là nhân ăn chay, nhân niệm Phật, nhân thiên người, nhân tích đức, nhân là làm những việc tốt, thì mình sẽ hưởng được cái mảnh đất tâm này, nó sẽ sanh ra cây tốt cho mình hưởng. Còn trồng những cái cây xấu trong này, là trồng những cái nhân xấu, là nhân ngỗ nghịch với cha mẹ, nhân gây rắc rối trật tự an ninh, làm phiền đến nhà nước, chính quyền, công an, và nhân gì nữa, là cái nhân xấu, thì mình cũng sẽ hưởng cái quả xấu. Nơi đất tâm của mình, mình trồng cái gì trong cái mảnh đất tâm mình thì mình hưởng cái đó, chứ không có ai xen dựng vào vô được nè việc này. Vì vậy cho nên thành ra bất cứ những cái chuyện tốt xấu, đúng sai phải trái, và
và khổ đau bệnh hoạn đều là mình trồng cái nhân sẵn trong cái tâm mình, bây giờ nó hiện ra thôi, chứ không có hên xui may rủi, chứ không có thượng đế nào bắt chúng ta như vậy. Hôm nay mình nghèo, hôm nay mình xấu, hôm nay mình lé, hôm nay mình lùn, hôm nay mình hô, hôm nay mình chột, là mình trồng cái nhân trong mảnh đất tâm mình của đời trước rồi quý vị ơi. Thì bây giờ mình biết rồi, mình gieo lại cái nhân tốt, cái quả này sửa không được. Bây giờ hô rồi sao sửa? Có cái cô đó, cô đi ra ngoài đường là lấy khẩu trang cô bịch lại cô che, bà hô quá trời hô rồi, bây giờ cái quả này đâu có sửa được nữa. Thì lấy cái gì? Lấy cái khẩu trang che. Bởi vì thấy người ta đẹp mà mình hô, mặc cảm à, mặc cảm này nó dày vò tâm thức lắm à. Thì bây giờ phải sao? Che. Có kêu chẳng lẽ mình che hoài hay sao? Vô nhà người ta cũng che, che sao nói chuyện? Phải tháo ra, tháo người ta cũng thấy thôi. Thôi bây giờ phải làm sao? Tụng kinh niệm Phật một thời gian, cái mặc cảm hô đó nó mất. Đi ra ngoài đường lột luôn, ai muốn nhìn. Cái mặc cảm đó hết. Mà khi cái mặc cảm đó hết thì gì? Cái tướng này nó không có còn ảnh hưởng cái tâm. Nghe chỗ này không? Cái mặc cảm nghèo là nó tự ti mặc cảm. Còn cái giàu là nó tự tôn ta đây ngã mạn. Nó rớt hai cái phương diện này. Thì tự ti mặc cảm nó dày vò nó giết mình, chứ không phải cái nghèo nó giết, đúng không? Cái nghèo nó không có giết, nhưng mà cái tự ti mặc cảm. Tu một thời gian niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, in kinh, làm phước, làm đức, cái mặc cảm nghèo này nó đi đâu mất. Con người tự tại thông dong. Hay lắm á nha. Cái tu nó hay lắm á, chứ không phải vậy à. Nó đặc biệt lắm á. Vì vậy cho nên thành ra cái đầu tiên của chánh tín là người này tin nhân quả. Gieo nhân gì thì gặt quả đó, đúng với nhân quả. Gieo nhân tham, bỏ báo thân này phải đi xuống cái quả đó là ngạ quỷ. Gieo nhân sân, đi đâu cũng không bằng lòng, đi đâu cũng không vừa ý, đi đâu cũng bực bội, đi đâu cũng tức tối, đi đâu cũng làm cho người ta khổ, thì sao? Thì cái quả bỏ báo thân này phải đọa vào địa ngục. Si mê là cái nhân. Đây là đúng chân lý nha. Lục sách kinh là con Phật là đúng chân lý à. Thì cái quả đó là bỏ báo thân này làm loài súc sanh. Thì như vậy hôm nay chúng ta tin được nhân quả là chánh tín, mà tin không có nhân quả là mê tín. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng ta muốn nói cái đề tài này để chúng ta nắm rõ được đâu là chánh tín, đâu là mê tín. Và cái chánh tín của pháp môn Tịnh Độ chúng ta đó, hồi nãy chúng tôi nói chánh tín là chánh tín của Phật giáo nói chung, đó là tin nhân quả là chánh tín. Và cái chánh tín chung nữa, mà cái chánh tín của pháp môn Tịnh Độ đó là tin nhân, niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả, tin sự là có cảnh giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà, phát qua 48 lời nguyện là sự, lý là có tự tánh Di Đà, di tâm Tịnh Độ là tin lý, gọi là tin sự, tin lý. Tin tự là tự lực của mình, tin tha là có tha lực của Phật, gọi là tự tin tha, tin nhân, tin quả, đó là tin chánh tín. Anh nghe cho kỹ ha, đó là tin chánh tín. Thì hôm nay chúng tôi nói sơ chung quy vào cái đề tài mê tín và chánh tín để cho quý vị hiểu được cái giáo lý của nhà Phật, để bước vào trong cái ngưỡng cửa của Phật giáo đi cho nó đúng đường. Vì vậy cho nên thành ra với cái niềm tin của chúng tôi khi có mặt ở tại nơi cái pháp hội này, chúng tôi nghĩ quý vị cố gắng chịu đựng những cái khổ nóng bức oi của cái mặt trời nó chiếu xuống mái tôn này. Nếu mà hiện tại bây giờ trên Đà Lạt các ngang, nó vào tầm khoảng 23 độ, 22 độ, rất là mát mẻ. Mà thầy xuống dưới này, thầy cũng thấy nó mát quá chừng. Mồ hôi nó ra nó ướt hết áo, bây giờ nó thấm vô lại nó mát.
Để mấy chú thầy thầy bác quá, bắt đầu xách cái quạt lên thì kêu thôi khỏi, chịu khổ chịu cực một đời ngắn ngủi này nghe, chịu khổ chịu cực một đời ngắn ngủi này, mà chịu khổ chịu cực này để mình tích cái đức, tích cái nhân mình tu tập, để khi bỏ báo thân này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hồi nãy Hòa Thượng có nói ha, cái cảnh giới cực lạc không phải là cảnh giới huyền ảo, không phải là cảnh giới hư cấu. Nhân vật Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật mà gì, mà nhân vật hư cấu. Nếu nhân vật hư cấu thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đức Phật A Di Đà là cách đây 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là thế giới cực lạc, mà mắt mình không thấy, chỉ tinh qua nghe. Nghe trong kinh Vô Lượng Thọ này nói có một cảnh giới cách đây 10 muôn ức cõi là có cảnh giới cực lạc. Cực là cùng cực, lạc là an vui, trên đó có niềm an vui cùng cực, không có sự khổ đau, không có sanh khổ, vì trong đó quá sanh trong hoa sen. Còn mình sanh khổ là bị gì? Vào trong bào thai nằm 9 tháng 10 ngày, nằm trong địa ngục máu, nằm trong đó gọi là sanh khổ. Già khổ, trên đó không có già, vì trên đó khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ được vô lượng tuổi. Chỗ này quan trọng nghe, chiều chúng ta nói chỗ này. Vì sao Đức Phật A Di Đà có một cái danh hiệu là vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng giác và vô lượng thọ, mà Đức Phật A Di Đà lại lấy cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, lấy tên danh hiệu Vô Lượng Thọ đặt cho bộ kinh? Vì thọ mạng thời gian là quan trọng hơn và đại biểu cho vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng giác. Quý vị có vô lượng của cải, vô lượng trí tuệ, vô lượng tài năng, vô lượng cái gì đi nữa mà không có vô lượng thọ, không có tuổi thọ, chết sớm quý vị vẫn không hưởng được. Mà bữa nay mình làm sao để tích lũy cái quỹ thời gian thọ mạng đây? Chỗ này là chỗ quan trọng chiều hôm nay chúng tôi nói. Có những người mới nằm trong bụng mẹ là thai nhi á, đã mất trong bụng mẹ rồi. Mới bao nhiêu? Mới có 4 tuần lễ, 7 tuần lễ. Cái cô Bến Tre có lên kêu thưa thầy, con có cái thai hai đứa con phá mới có 4 tuần lễ với 7 tuần lễ. Tức là thọ mạng của nó được chỉ có 4 tuần. Có những đứa thọ mạng được 7 tuần, có những đứa thọ mạng được 3 tháng mà vẫn còn bị phá luôn. Có những đứa vừa sanh ra là chết liền, tức là thọ mạng nó được nhiêu đó thôi. Còn hôm nay mà quý vị được thọ mạng mà bao nhiêu tuổi này ngồi đây là hên lắm đó nghe. Và cái thọ mạng này là của đời trước, chứ đời này coi chừng quý vị không có tích lũy đó. Cái thọ mạng của quý vị trong đời này được như vậy nè là may mắn cuộc đời quý vị lắm. Nếu quý vị không biết ăn chay và tích lũy công đức phóng sanh thì coi chừng nó hết. Biết chừng nào hết chưa? Trong này có ai biết chừng nào mình chết chưa? Thọ mạng mình chừng nào hết biết chưa? Chưa thì coi chừng ngày mai. Không phải hù dọa nha, cái này không phải hù dọa. Bây giờ mình chưa biết mà. Nếu 3 tháng 5 tháng nữa thì đâu có nói gì. Mà cái này không biết, không biết coi chừng ngày mai. Không phải là hù dọa, mà người sợ ngày mai là ai? Người nói là trong ngày hôm nay là thọ mạng của ngày cuối cùng, Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư, ai trong này chưa có Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục giơ tay cho biết à? Hình như ở ngoài cổng ngõ mấy chú có phát, còn nếu bên ngoài đã hết là gọi lên Tịnh Thất Quan Âm 0909 là 747474, 0909 998300. Buổi sáng xin cái cuốn Ấn Quang. Chú ơi, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục có nhà xuất bản Hồng Đức nè. Chúng tôi y cứ theo cuốn kinh này để tu á nghe. Cho con xin một cuốn Ấn Quang đi chú. Thì các chú ghi địa chỉ xong gửi xuống tận nhà quý vị miễn phí, gửi bằng đường bưu điện tặng quý vị miễn phí. Chúng tôi có bao nhiêu tiền chúng tôi thích in kinh, bởi vì Phật nói là 10 công đức in kinh á, chúng tôi tặng cho quý vị. Chúng tôi thích làm việc này. Và chiều hôm nay cũng có phóng sanh. Chúng tôi muốn in kinh để làm gì? Để công đức phản hồi trí tuệ sáng suốt. Hôm nay là bố thí pháp nè, cúng dường pháp cho quý vị nè, trí tuệ sáng suốt. Ăn chay khuyên người ăn chay, phóng sanh khuyên người phóng sanh để thọ mạng kéo dài. Chúng tôi tin điều này, Phật dạy chúng tôi tin điều này. Ấn Quang dạy người ăn chay là người chậm già, chậm già là trẻ lâu. Người ăn chay là người mạnh khỏe, mạnh khỏe là ít bệnh, phải không? Ít bệnh và sống lâu. Người ăn chay là người trí rạng, người ăn chay là người trí rạng. Ô,
Về coi trong cuốn này, về coi trong cái cuốn này nha. Rau cỏ là vật tinh khiết của trời đất, ăn vào trí rạng, chậm già tức là sống lâu, đúng không? Chậm già là lâu già, lâu già là sống lâu, sống lâu là lâu chết, phải không? Hay lắm. Ấn Quang Đại Sư cuốn này đặc biệt, gối đầu giường nha. Các vị lương hữu hôm nay có mặt trong này, chúng tôi giới thiệu cái cuốn này nha. Và không cần phải mua, gọi điện lên Tịnh Thất Quan Âm xin, chúng tôi tặng miễn phí, mới mang về 10.000 cuốn nha. Cần thời gian đọc cái cuốn Ấn Quang này, cần thời gian. Hôm nay từ 8:30 đến 9:30, bây giờ còn 15 phút nữa là 10:30. Trong vòng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 45 phút từ khi khai mạc và thượng khai thị cho đến bây giờ, chúng tôi muốn nói buổi sáng hôm nay bao nhiêu đây thôi. Và chúng tôi biết quý vị nói ít là hiểu nhiều, quý vị nghe nhiều thầy giảng lắm rồi ha, chúng tôi biết. Quý vị cũng có cái sự hiểu biết thông minh, khôn ngoan. Nhưng mà lắng nghe kỹ nè. Cái trí tuệ của thế gian và trí tuệ của xuất thế gian là trí tuệ mà gọi rằng là của Phật Pháp á, nó khác. Cái trí tuệ của Phật Pháp biết hết nhưng không dính mắc. Người ta nói xấu mình, người ta trù dập mình, người ta làm mình khổ đau, mình biết hết nhưng không thù, không ganh ghét. Đó là trí tuệ mà có từ bi. Nhớ nghe. Và thêm đó nữa rằng là cái trí tuệ của mình là nhìn ra được nhân quả nào đúng, nhân quả nào sai, nhân quả nào xấu không làm và nhân quả nào tốt là làm. Đó là trí tuệ của Phật giáo. Mà trí tuệ này gọi là chánh tính. Còn nếu mà mình quý vị có trí thức, trí thức là nhận thức được điều sai mà vẫn cứ làm, thì quý vị phải bị dính vào nhân quả xấu. Thì nhân xấu thì hưởng quả xấu. Thì đây không phải là trí tuệ của Phật giáo. Mà trí tuệ của Phật giáo nó có cái công năng để nó chuyển ác thành thiện, nó chuyển cái tâm ác thành tâm thiện, chuyển mê khai ngộ và lìa khổ được vui. Lắng nghe nghe, lắng nghe nghe. Là trí tuệ của Phật giáo. Mà làm sao cho trí tuệ của Phật giáo này phát sanh? Câu A Di Đà Phật là vô lượng giác, vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức. Nếu ai chân thật mà niệm thường xuyên, ngày nào cũng niệm và rảnh là niệm và tranh thủ thời gian niệm, thì một thời gian trí tuệ người này lóe sáng. Và trong trí tuệ của Phật giáo là có từ bi thương người trong đó. Chứ không phải trí tuệ Phật giáo là hơn thua, là phải trái, là đúng sai, là trù dập, là chà đạp, là phải gì? Phải làm cho người ta thân bại danh liệt, không phải trí tuệ Phật giáo. Mà Phật giáo là trí tuệ với từ bi nó phải đi đôi. Từ bi là cái cánh con chim phía tay phải, trí tuệ là cái cánh con chim bên tay trái. Và có từ bi và có trí tuệ là hai cái cánh của một con chim nó bay. Thì thôi, hôm nay chúng tôi nghĩ quý vị sẽ hài lòng với buổi sáng hôm nay. Và bây giờ chuẩn bị tụng 48 lời nguyện niệm Phật với Thầy. Và chiều hôm nay quý vị cũng sẽ nghe buổi giảng, bắt đầu đi vào kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay một cái mái tôn và trải bàn, quý vị ngồi dưới đất. Đúng nghĩa tu hành gọi là ăn chay ngồi đất một ngày. Quý vị quan hệ không ạ? Sẽ làm mãi mãi mỗi chủ nhật đầu tháng chúng ta gặp nhau để học 48 lời nguyện. Chuyên học 48 lời nguyện, chuyên niệm Phật một ngày, rồi cuộc đời quý vị sẽ thấy thay đổi. Thay đổi đó là gì? Chuyển ác thành thiện, chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Phật. Hay lắm à. Thưa quý vị, hôm nay
trong người còn cảm xúc, ước chừng phải nói 4 tiếng nữa nó mới hả dạ. Rồi thôi để chiều nói ha. Chiều nói. Một cái pháp hội tới tu là phải nghe giảng như vậy nó mới ấp phê. Ha. Nó mới cảm giác feeling ha. Thôi giờ đây chúng ta bắt đầu khởi thân đứng dậy để hồi hướng và bắt đầu vào công phu. Nãy giờ thầy giảng chắc hay quá, có bà cụ bà tặng thầy bó hoa. Cô năm nay mấy mươi tuổi ạ? 75. 75 tuổi còn tặng hoa cho thầy. Thầy cảm ơn. Làm hơi xuống ha. Bây giờ chúng ta chắp tay trang nghiêm để hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Sắc thân như lai đề mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng bị bằng, nên có đồng lệ sắc thân và vô tận trí hệ và cũng thế. Những tâm đảnh lệ Nam Mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Thân Tướng Đại Bi Trần Khâm Pháp Giới Chư Phật. Nhớ tâm đảnh lễ Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư Đồ A Di Đà Như Lai Thân Trang Nghiêm Giải Thoát Khâm Pháp Giới Chư Phật. Nhớ tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Là Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát Thần Trí Sáng Vô Biên Khâm Pháp Giới Bồ Tát. Nhớ tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Là Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chốn Thân Hai Nghiêm Phước Tri Khâm Pháp Giới Thanh Hạ Chùm.
ở phương Tây thế giới an lành này.
la la.